Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh tổ chức buổi chụp bikini đông người giữa dịch Covid-19. Ở thời điểm hiện tại, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp. Sáng ngày 14 tháng 5, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 29 ca còn lại tại các khu vực đã được cách ly, phong tỏa. Giữa diễn biến dịch căng thẳng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản cấm tụ tập quá 30 người cùng một lúc để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân. Ấy thế nhưng, ngay sáng hôm qua, ngày 13 tháng 5, công ty người mẫu của Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh vẫn ngang nhiên tổ chức buổi chụp hình bikini cho các gà cưng mới của công ty, với sự tham gia của đông người gồm các thí sinh, ekip make up, quay phim, chụp hình. Hành động tổ chức sự kiện quy mô lớn bất chấp lệnh cấm tụ tập này của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp đang khiến netizen vô cùng phẫn nộ. Hiện trên story Instagram của ông bầu đình đám vẫn giữ nguyên những hình ảnh ghi lại hoạt động trong buổi casting người mẫu cách đây lần lượt 23, 21 và 19 giờ trước. Buổi tuyển chọn nữ hoàng nội y năm nay còn được Vũ Khắc Tiệp công khai livestream lên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều khán giả còn phát hiện rất đông người tại sự kiện này không thực hiện việc đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh. Mới hôm trước, còn lên TikTok khuyên dân tỉnh đang ở đâu thì yên đấy. Nay Vũ Khắc Tiệp lại làm điều ngược lại, bảo sao netizen lại phản ứng kịch liệt tới vậy. Một số phản hồi của khán giả: anh này vi phạm rồi, không đeo khẩu trang tụ tập quá 20 người, đeo khẩu trang vào đại sứ cách ly ạ. Mình tưởng dịch không tụ tập, cẩn thận không lại duy trì danh hiệu đại sứ cách ly thì khổ. Gần đây, Vũ Khắc Tiệp còn mở cuộc tuyển chọn những nữ hoàng nội y thế hệ mới, khiến dân tình dần dần chú ý. Sau buổi casting hoành tráng, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh đã lựa chọn ra 4 khuôn mặt mỹ nhân xuất sắc nhất, trong đó nổi bật nhất là Diane Idova, bạn gái thủ môn Bùi Tiến Dũng. Sáng ngày 13 tháng 5, Vũ Khắc Tiệp đã hé lộ hậu trường dàn mỹ nhân khoe dáng với bikini và gây sốt khắp mạng xã hội. Bình thường mỗi Ngọc Trinh khoe dáng đã nóng bỏng, lần này khung hình hội tụ cả năm mỹ nhân uốn éo phô diễn đường cong khiến dân tình vô cùng thích thú. Có thể thấy, chỉ qua clip hậu trường, Ngọc Trinh đã chứng minh body thuộc hàng đỉnh của chóp trong showbiz, đặc biệt là vòng eo nhỏ xíu. Qua khoảnh khắc chưa qua chỉnh sửa, bạn gái Bùi Tiến Dũng ghi điểm vì nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung và nụ cười tỏa nắng. Tuy nhiên, eo của Diane Idova vẫn còn mỡ thừa, không săn chắc, đường cong cũng không gắt so với Ngọc Trinh và dàn mỹ nhân bên cạnh. Nhắc đến Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp là người ta nghĩ ngay tới một cặp bài trùng chân dài, ông bầu nức tiếng của showbiz Việt. Mới đây, Vũ Khắc Tiệp đã đăng hai hình ảnh được chụp từ năm 2011 và ảnh của hiện tại để so sánh sự thay đổi sau 10 năm. Có thể thấy, nhan sắc của cả Ngọc Trinh lẫn Vũ Khắc Tiệp đều thay đổi qua quãng thời gian dài, cả hai trở nên sắc sảo, hoàn thiện hơn, phong cách thời trang cũng được nâng tầm sang chảnh. Thời gian gần đây, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp liên tục đồng hành cùng nhau để thực hiện một dự án mới, thậm chí cặp đôi còn tung hỏa mù về chuyện cưới xin khiến cộng đồng mạng xôn xao. Mặc dù biết mối quan hệ giữa Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp chỉ là anh em thân thiết lâu năm, nhưng gia đình và người hâm mộ đều tỏ ý ủng hộ nếu hai người muốn tiến xa hơn.